này à, mình để cái trụ keo luôn mấy, cái trụ kẻ gần 1m6 á. Đó, nếu mà cái hình thân của cây này là khoảng 55, mà mỗi hình gốc của nó 55, hình thân của nó là 40, bộ tàn bay của nó là 75 80 quý anh em. Cây này dòng mà siêu, siêu rí, dòng sen nha quý, rất đẹp nha quý anh. Đọt lá nè, nhìn cái lá rí rí của nó nè quý anh, mà cái gian xương dâm của nó này, thấy dây không? Giờ mình để keo quá, bê xuống nó nặng quý anh. Cây này một người bê nặng như quý nha, tính từ mặt chậu cho lên là keo 60 thôi, có chậu luôn còn cỡ gần 70 à, hơn ở lộn 75 quý nha. Thì nếu mà thích cái tác phẩm này alo cho mình ha, số điện thoại alo 0932411987, cây đã yếu đất Nhật hết rồi, đây lắm nó nè em thấy không? Rất là duyên luôn. Đây là mặt sau khúc khủng bự nha quý nha, một cốt hai thân dáng siêu siêu bay bay chút, cái bộ tàng hôn của nó nè, hôn sen rất đẹp nha quý nha. Nó với đây chung giống nè, kia mà đang nuôi tàng, nuôi tàng với xương thêm mà về. Đây là thành phẩm chuẩn bị sẽ tiếp tôi quý nha, về yêu thích tác phẩm này alo không, nhưng còn đế nó chạy nè, hàng gọi là cốt đế lung lực ở quý nha, cốt đế lung lực, cốt đế lung lực. Thì anh em yêu thích alo ha, số điện thoại Zalo 0932411987. Đọc lại số điện thoại Zalo cho quý anh em nghe là 0932411987 quý anh em ha. Giờ lưu quý anh em một cái cây hải châu nè, vào đây để em xem. Đó, hôm tàn của nó rất là bự nha quý anh em, cây to, cốt to. Để anh em mình yêu thích cái tác phẩm này alo cho mình ha. Số điện thoại Zalo 0932411987 quý anh em ha. Cái này hàng lâu năm hết rồi, ép đất Nhật xong lâu hết rồi. Chậu này là keo 15, rộng 30 C. Đây là mặt trước của cây, dáng bay bay. Bộ tàng rất là to nha quý anh em. Cây này nhìn vậy chứ hai người bê á, một người bê rất nặng, hai người bê thì hơi nhìn nhẹ. Rồi anh em yêu nhu cầu alo, số điện thoại Zalo 0932411987.